Nó kêu anh không vậy là cái kết là như vậy á. Xuống luôn cho nó ra tóc mới cho nó đẹp luôn. A Di Đà Phật. Cũng vậy chưa? Giờ anh tí nữa anh đợi với em cái đầu tóc em chọc luôn ơi. Ba phân luôn. Giờ anh tí nữa anh đợi với em cái đầu tóc em chọc luôn. Oh my god, who the hell cares? Để cho nó ra tóc mới cho nó đẹp, cho nó mát. Bình đang máy đang sạc không? Đúng rồi, đúng rồi. Đang làm rồi, chưa biết. Ngài đang làm á. Tuấn xin được mến chào cô bác anh chị em đang xem video trên kênh YouTube của mình nha. Thì ở những lời nói đầu của video, cho phép Tuấn được gửi đến tất cả mọi người đang coi video của mình lời chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe và một lời cảm ơn của mình gửi đến tất cả mọi người. Rất cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người đã bấm chọn cái video này để coi. Thì trong cái mùa dịch này thì Tuấn luôn luôn muốn cầu bình an, sức khỏe đến toàn thể mọi người mình. Mong là mọi người mình không có ai bị gì thiệt hại gì tính mạng gì hết cả. Rồi nghe tình hình ngày hôm nay là Tuấn sẽ quyết định là sẽ xuống tóc nha mọi người. Xuống tóc ở đây là Tuấn sẽ ủi chọc ngắn tầm 3 phân luôn. Ủi chọc ngắn ở đây để cho nó mát thôi. Mát với lạnh là nó ra tóc mới cho nó đẹp thôi. Tại vì đầu tóc của Tuấn đây là đã hơn 10 năm rồi chưa có ủi chọc độ lần nào. Thì ngày hôm nay Tuấn ủi chọc luôn để cho nó ra tóc mới cho nó mượt, cho nó nhẹ nhàng, nó đẹp hơn. Nó khá là xù xì rồi. Mọi người coi đừng có gì nghĩ gì Tuấn mà tội nghiệp ạ. Rồi giờ Tuấn sẽ chuyển camera qua cho một người khác quay dùng. Tuấn sẽ nhờ ông anh rể của mình kìa, anh kia để ủi cho mình. Có phải không? Chị ơi! Hợp, hợp! Chị hàm đi cắt ra đi à? Ra ra, quán của tin là đang bên đây. Để không có. Rồi hết cả đầu rồi, đẹp luôn rồi. Đẹp luôn. Cái gì là kia là bà vô. Dây! Đào qua số là xong cái đầu rồi đó. Cho bà trở lại đó. Cảm giác gần giống như là mình đi xuất gia nha mọi người. Thì giống rồi, ba phân rồi, giống lắm. Chơi bước cạo láng nữa là xong. Lên. Tóc mười mấy năm trời rồi giờ mới ủi chọc lại. Tóc mười mấy năm trời rồi giờ mới ủi chọc lại. Ủi chọc em đều rồi đỡ lắm rồi đó. Mẹ nó tính sức gia con mà. Mấy ly vậy? Cái ổ xác luôn á. Chúc mình về gà xác ở. Cho nó đẹp. Cho 12 ly chỗ trên chốt đi. Ngồi dưới là nắng lên. Ủi cho nó hết, nó ra tóc mới chị ơi. Rồi hẩm thân góc rồi, này ủi lại cho nó ra tóc mới. Ba phân đẹp nè ba. Đã mười mấy năm nay rồi nha. Ủi nắng lại á. Nhưng nó thành đi tù quá vậy. Trời quá. Đúng cái lính sao mà chị lại nói như vậy chứ hả? Là
buồn quá đi đó mà điều luôn nè, từ trái qua phải toàn diện cái đầu mình đều hết luôn, đều thật trơn luôn mà, yên tâm đi. Chúc mừng Oh my god, hell the hell hedge. Ở đây là coi cho nó mất mát được rồi. Rồi trội luôn kỳ lắm, khá con kỳ lắm. Có tiếng ống nhôm mà có cái đầu trọc không chưa? Không, khá con kỳ lắm. Có tiếng ống nhôm mà có cái đầu trọc không chưa? Trời ơi, chị là nói như vậy nữa em càng là nó hơn. Anh đơn là hút được mà nhỉ? À, sao? Anh đơn là hút được rồi. Đáng không vậy? Có điện của tôi mạnh mà. Mỹ. Mà sao nó dân này người vậy ta? Trời, nó không chạy dân lắm. Ủa, cũng chụp ghê trời. Dân ghê nhỉ? Thì phải đứng bên đầu gió, lăn đầu gió là qua kia. Quay cái hướng là cho anh chịu. Ờ đi hò hò. Cười quá. Nghe mới đúng nè. Mà mốt ngắn quá thì lấy mũ đầu lên. Nó tóc cũng nhanh ra mà. Không cần liền có đi làm lại hớt lại cho nó đẹp đẹp tí. Ôi dồi tóc bay hết á. Đơn này mặn đấy chứ, có người mua về đâu có xài được đâu. Mua đó là 2 cái mà. 2 cái luôn hả? Ở dưới nhà cả này. Ta đợi dưới nhà ba em cắt tóc cho bà nội. Bữa bà đem ra bà cắt tóc, ông đem ra cắt tóc cho con em cũng đẹp lắm. Nhìn cũng được đó. Quan trọng mình biết cậu kéo rồi. Chứ... thôi kéo cắt không được thôi, kéo quá vậy. Cắm chuyện camera mặt trước thôi vậy cả. Có cái hướng chuyện mũi tên á, phải chiều á. Mình gồm thứ ra sao. Nè. Lấy bấm cái nút đây nè. Ồ. Cái đơ cao cao lên. Dính dính tiện mà vô nó lấy luôn à. Thử. Tôi xem giờ các bạn. Cắt tóc mình cắt tóc. Gần giờ đi tu được rồi mọi người ạ. Không có mơ mốt là cái chàng người ta kêu mà đi cắt tóc cơ thể. Bấm tắt đi, tí nữa xong rồi bấm quay tiếp, quay dài chi. Tắt. Tắt là bấm nút đen này. Bấm nút đen á. Bấm vào đó. Đây là quả đầu sau khi mà tung xuống 3 phần đều hết nha mọi người. Đây là cái đầu sau khi mà quỷ trọc ba phần đều, mọi người thấy sao? Đến đây thì tôi cũng đã hết cái nội dung mà mình chia sẻ đến mọi người. Khép được dừng cái video này ở đây. Chờ ngày tóc nó ra.